Hello, welcome to my channel. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ khởi đầu với game Brawl Stars. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Ok. Brawn and Beauty. Chúng ta khám phá tựa đề game với các vị tướng. Ok, mình mới thêm được vài vị tướng. Đó là gọi vị tướng Bully và vị tướng Ghost. Ok, chúng ta chọn là vị tướng ngay trước đi. Xạ thủ. Đam rất là to. Ok, thế nên ạ. Sát thủ rất là hay bị thua. Chuyển sang game cái gì thì chờ vào đi. Ok, chúng ta cùng khám phá chapter 4 nào. Sẽ chọn là Never Wait For It. Ok, cô giáo đang tập thể dục. Kate, I can't quit now. How can I deprive this world of
thể là các bạn quyết định. Ok, chúng ta có level 17. Ok. Rồi, chạy nào. Chúng ta chỉ có bị ok, phải đi rồi, đi. Ta đếm level tiếp theo nào, level 18. Tiếp theo mình chuyển sang level 19 nào. Ok. Tiếp theo chúng ta đến với level 20. Thank you.
Ok, chúng ta predict rồi. Ok, tiếp theo chúng ta chuyển sang game Hyperdream Racing. Ok, mình thử nâng cấp xe nhé. Chúng ta nâng cấp cái này đi. Ok, bắt đầu nào. Chuyển sang tựa đề game chúng ta sang game cái giờ bắt đi nào. Come back. Ok. Hey, I'm Buddy. Nice to meet you. Để dùng khẩu súng bục bắn nào. Ok. Súng lửa hơi yếu, chúng ta chuyển sang món đồ khác đi. Ok. Bút đi bị cài là bị thương rất nặng. Ok. Oh, gracious me. Okay, tiếp theo chúng ta đến với This is my home, not the Hurt Locker.
lựu đạn mà cô. Chuyển sang game set the game. Ok, chúng ta đến level 63 nào. Một chú hổ. Ok, mình sẽ chọn vòng nợ nha, chọn chú hổ nữa ta. Đây là một con gấu. Ok, chọn ai à? Đây một chú hề, mình sẽ lấy một đống sách nhá. Ok, chọn đống sách nào. Ok, đánh nữa. Tiếp theo sang level 64 rồi. Ok, chọn ai quen. Tiếp theo chọn con nhện. Ok, cái này chúng ta chọn cái gì đây? Mình sẽ chọn cái bật nhảy. Ok, sang level tiếp theo nào. Level 65. Let's start the show. Ok, chọn cái mũ. Xúc xích kẹp đi. Đâu, kêu rồi. Mình sẽ chọn cái xúc xích 1 đơn thôi. Rồi, tiếp theo là con zombie. Ok, hoàng dương nào. Không được các bạn. Ok, mình sẽ chọn cái để chuyển máu này. Chuyển sang game Subway Shop. Đây, mình chọn nhân vật Lucy đi. Mua được à? Ok, let's go. Ok, chúng ta nước tán. Đây nào. Thank you.
Ok hãy. Thank you.
Đây là không? Oh my god, chúng ta bị tóm rồi. Chuyển sang game trên kết internet. Chúng ta đi nhà 49 nhá. Và sẽ nào? Cho hộp từ 64. Kéo lên nào. Ok, gọi tên để dạy. Nhà 11 nào. Ok. Ta cho tên này ngồi đây. Nhưng mà 13 nào. Cho tên này chỉ hơi nhá. Nhưng mà 14 nào. Ấn dị vào cái này. Tiếp theo sang nhà 16 nào. Cháu đầu này. Ok. Tiếp tục là nhà 17. Rồi cho tên này nhảy sang nhảy. Nhà 18 nào. Cái gì của cái này. Để cho nó vạch. Nào, kéo lên. 20. Ok. 21 nào, chúng ta dịu cái thẻ này nhá. Ok, nhắm mấy tên này vào đây. Nhắm 23 nào. Ok. 24. Ta liên tục vào đây nhá. Rồi, đổi sang món khác. Món dây 4. Ok. Chúng ta sẽ gõ đinh. Nhập 26 nào. Hấp tắt đi. Tục nhập 27. Ok, con trả thù nó bị mất kỳ. 28 chọn một đội chúng ta mất kỳ. Quay tên này lại. Cái iPad này, cái điện thoại này, rồi gõ đây. Rồi 31 này. Ok, 6 rẽ ra. Rồi 32, 9 chiếc O bằng. Chuyển sang game chung kết Solitaire. Ok, level 1 nào. Chúng ta dịp vào tên này nhá. Ok, nó đi. Cảm thấy là ok, cắt. Tiếp theo, con này.
Tất cả bạn có tầm quái, xin chào mọi người.